Thành ra bây giờ đó họ mới chấp nhận cái mẫu thân là một cái chiến tích rất quan trọng của mình. Điều lên họp với lại cái đơn vị trên này nữa, thành cả trung đoàn quánh, thì đi từ đường 3 tháng 2 bây giờ đó mà đi tới ngã ba Minh Phụng rồi đi riết tới dưới còn có 7 người, là cái anh trung đoàn trưởng đó, tên Hai Hoàng đó, thì là cái người quánh trận ấp Bắc, chỉ huy quánh trận ấp Bắc hồi 63 mà cái trung đoàn ảnh ở cỡ đó. Rồi cuối cùng ảnh rút cái cây súng ngắn ra, ảnh đưa cho cái cô đậu viên giờ còn sống, tên cô Võ Thị Tâm, thấy không, còn sống ở Gò Vấp như này, cũng anh hùng lực lượng vũ trang rồi, cô Võ Thị Tâm. Thì nói em hãy giả ra thành dân thường tị nạn, em cầm cái súng này về đưa cho bộ chỉ huy, nói trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Thì tất cả hy sinh không ra được, bởi vì nó bao vây xe tăng giáp rồi trên này trực thăng rồi nó bắn. Còn cái bà Võ Thị Tâm này đó, nếu mà em gặp em thấy ghê lắm, bắn rớt con mắt ra, bà cầm con mắt bà cho vô cái hốc mắt trở lại, giờ bà còn ở rồi dập. Bữa nào nó rảnh nó vô đó gặp cái bà đó, bà kể lại cái trận ác chiến này. Nhưng mà nghĩa là nói như vậy để thấy rằng cái đợt hai cũng hy sinh dữ. Nhưng mà xong khi mà nổ súng cái đợt hai rồi thì nó cách chức thằng Westmoreland liền, thay thằng đại tướng Abraham tới, Clayton Abraham thay cách chức Westmoreland rút về Mỹ. Rồi nó cho người liên lạc qua Lào để tiếp xúc với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và rồi cuối năm đó nó cho là dĩ tiến, nghĩa là ném bom cái dĩ tiến 20. Rồi lần lần sau đó là cái hậu nghị hai bên, rồi hậu nghị bốn bên đó. Thành ra bây giờ đó họ mới chấp nhận cái mẫu thân là một cái chiến tích rất quan trọng của mình, kỷ niệm 50 năm làm lớn tại sân Dinh Độc Lập. Và bữa đó kêu mình lên đọc cái bản cảm xúc cựu chiến binh trong ngày đó. Bữa đó có Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng rồi tất cả vô Dinh Độc Lập làm cái 50 năm, tức là công nhận cái mẫu thân đó. Nhờ cái mẫu thân mà chúng ta mới tiến tới cái hội nghị Paris, và hội nghị Paris rồi mới tiến tới Việt Mỹ rút nguy nhào. Tức là sau đó có một cái trận Điện Biên Phủ trên không nữa, 72 tới 73, 27 tháng 1 ký, 27 tháng 3 là rút quân. 27 tháng 3 là nó quy định 60 ngày mà, 27 tháng 1 ký, 27 tháng 3 thì quân đội Mỹ cuốn lá cờ đưa lên sân bay Thân Nhất gì vậy? Thành ra thực hiện được cái Mỹ cút, thấy không, nhiều quỷ nhào giống như Bác Hồ nói à. Thì dầu sao cũng nhớ là cái có cái chiến công của tình báo khai thác được cái đó để mà xác nhận một cái việc là chúng ta phải chấp nhận hy sinh quấn một đợt. Chứ còn mấy năm đầu rồi mậu thân là cãi nhau dữ lắm, tại sao lại nướng lính dữ vậy? Không, cái mậu thân mà đi vô cái đợt đầu 31/1 cũng chết luôn, 80% biệt động chết. Mà bữa đó mình hay là chứng kiến cái vụ đó, tại sao vậy, là vì cái lịch nó trên lệch, ngoài trung nó quánh trước đêm, trong này quánh sau đêm. Bởi vì sau này mình hỏi thì nó cái lịch đó, lịch ngoài Bắc với trong này nó hơi chênh lệch thôi đó, mà người chỉ huy mới chú ý tới đó, thành ra lệnh nó vậy. Bởi vì cái đó bữa đó tôi là đi
tôi từ trong thành, người ta kêu tôi lên Dầu Tiếng, lên rừng Dầu Tiếng để nhận nhiệm vụ. Thì sáng 31 tháng 1 đi, đi lên trên này để nói về cái trận chiến sắp tới, giữ bí mật tới ngày đó. Thì đêm đó tôi về tới trảng bàn thì Mỹ nó đã dăng chặn đường rồi. Mình đi bằng Honda, không khai nghe Mỹ nó đang chặn đường, mình mới hỏi nó rút thuốc hút đồ hỏi tại sao mà Tết ngừng bắn cho dân ăn Tết 3 ngày thì đã thông mà sao các anh liền phải giàn quân ra dưới vậy. Thì thằng Mỹ nó nói hoài hoài Trung quấn rồi mà người ta đã chiếm Quế rồi, vậy trong này báo động. Và thành ra mình mất cái yếu tố bí mật, thành ra biệt động thì nó đơn vị nhỏ 15, 17 người thôi, vô tới đâu cũng bị một cái cây đại liên nó kềm chế hết, cửa đâu có vô được, thành ra tiêu hao là vậy. Có cái vụ đại sứ quán Mỹ là vô được, leo lên tới Lầu Ba đó, thuộc anh Ngô Thành Dân tự Ba Đen, anh chỉ huy lên tới Lầu Ba, rồi xuống cũng toàn đội hy sinh, anh bị bắt. Nói tóm lại là cái đợt một nó có đó. Mình chứng kiến rõ ràng và nhớ rõ ràng là mình đi về tới trảng bàn đó, là Mỹ nó chặn lại hỏi nguyên nhân, nói ngoài Bắc, ngoài Trung quánh chiếm Quế ở trong này báo động sẵn sàng hết. Rồi cái đợt hai đó, sửa sang quánh đợt hai, thằng phó của cánh chủ yếu nó lại đi đầu, người cha trưởng chết. Cha trưởng sau này còn đứa con gái làm thông tin của gái tên gì đó. Anh thường kêu anh Năm Sài Gòn, Năm mắt kiến giả là nhớt dữ lắm, nhưng mà quấn giặc giỏi, thành ra lên sư đoàn trưởng, rồi trưởng ở cánh phía Bắc thì xuống bị pháo Mỹ nó dập quá, trúng chết thì tên chà phó mất tinh thần ra đầu hàng. Đầu hàng thì trên điện cho mình, ra mình lấy được cái đó báo gì vậy. Thì cái anh trưởng phòng anh điện xuống nói báo cáo anh về kịp thời quá, hội nghị đương tranh luận nhau, báo cáo anh bây giờ tất cả ngã ra là phải đánh một đợt nữa. Đó, thì đợt sau mình đánh đó, nó dẫn tới anh ra. Rồi sau đó thì nói về tôi thì tới năm 70-71 được điều về phòng tình báo làm chủ nhiệm chính trị phó chánh ủy, chủ nhiệm trị phòng tình báo phó chánh ủy kiêm chủ nhiệm trị. Rồi cô Tấm Thảo điệp viên cũng rút về là vì nói rằng có thể bể Phạm Xuân Ẩn nha, phải rút những người trước đó chỉ huy đi về trên để Phạm Xuân Ẩn những người khác xuống điều khiển, cho nên Nguyễn Văn Minh rồi đó. Thế thì như vậy là tôi về tới lần này thì năm 73 thì trên kêu nó đi ra Bắc học, là Bắc học để trước khi đi thì trong này đi 16 vị cấp tá, tôi lúc đó trung tá rồi, 16 vị cấp tá đi ra Bắc học. Thì cái ông đã thông, ông tham mưu phó của quân khu nói rằng các anh đi ra học, đó là cuối 73 mà, đi ra học 2 năm rồi trở về để cầm quân giải phóng thành phố. Tôi ra học Học viện Chánh trị, lúc đó đóng tại xã Nam Đồng, huyện gì cũng gần Hà Nội, Đông Anh, huyện Đông Anh, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh. Đó, còn tre nứa lá mà, năm 73 thì ra đó học. Học nhưng mà học được năm, năm cái chiến sự nó nổi ra, Buôn Ma Thuột đồ này kia,
trong trường náo nức nhau. Cái rồi mình được cái vinh dự là kêu về. Tới lớp 32 vị kêu có mình là trong này người ta xin. Xin nói ông xin ông về đặng ông quen đánh với Mỹ Trọng Thanh rồi. Thì xin về đặng làm trưởng cái đơn vị 36 là cái đơn vị đặc công biệt động thành lập để mà đi đầu các cái cánh đại quân để quấn trước ở trong thành. Thì năm tháng 3 năm 74 người ta trong này thành lập cái đơn vị kêu lữ đoàn 36, kêu lữ đoàn biệt động đặc công, thấy không? Của bộ tham mưu, bộ tham mưu chỉ thị, nhưng mà nó là anh em từ cán bộ trên xuống tới dưới là thường là tình báo. Thành ra mới kêu mình từ đó có một cái xe rép chở chạy riết về. Chạy riết về tới Quy Nhơn, ở trong này còn quánh, mới quẹo lên trên Pleiku xuống Bông Mai Thuột về Phước Long. Vô tới Lộc Ninh. Lộc Ninh báo bằng điện thoại, nói tôi về tới rồi anh. Nó quánh liền, giặt liền được không? Nói là được. Được, thôi đi xuống Củ Chi đi. Xuống Củ Chi nhận nhiệm vụ chánh quỹ cánh bắc của cái lữ đoàn 36. Cái anh trưởng là phó phòng tình báo tên Nguyễn Thanh Tùng, tự là mực cơ, tôi là chánh quỹ. Thì cái đơn vị đó là đặt ra để mà quánh trước vô tổng tham mưu, quánh trước vô xe tăng rồi dắp vô pháo binh rồi dắp, quấn trước vô cầu Rạch Chiếc rồi này kia đó, để mà chuẩn bị cho đại quân nó tiến rồi nó thông thả chút đó. Thành ra chuẩn bị cả, anh em chuẩn bị cả tháng trời để quấn vô tổng tham mưu chiếm tổng tham mưu lúc 9:30 34 trận chiếm tổng tham mưu. Còn chỗ cầu Rạch Chiếc đây tại sao mà ra lệnh đánh 27 mà cho tới sáng 30 xe tăng mới vô, thành chỗ đó hy sinh 40-50 anh em. Mà đơn vị đó là đơn vị ngoài Bắc không, đơn vị đó là đặc công nước, thấy không? Chuẩn bị để đưa vô để mà quánh cái bộ tư lệnh hải quân, vì bộ tư lệnh hải quân năm Mậu Thân mình quánh bị hy sinh nhiều, bây giờ chuẩn bị một cái đội đặc công nước rất là thiện chiến. Rồi để ấy, nhưng mà ngày 25 đó, 25/4 thì người ta chuyển lại các anh ra quánh chiếm cầu Rạch Chiếc đó. Thì các anh nghiên cứu ngày tới 27 nổ súng, tối 7 nổ súng. Thì sau này mình mới tìm hiểu tại sao mà lại ra lệnh sớm quá, mà đặc công mà thủ vậy nó chết thôi. Đó là đơn vị quánh chiếm thì lẹ, nhưng mà thủ nó đâu phải cái, nó đâu có vũ khí nặng đâu thủ, mà lại trận quánh rất gần Sài Gòn, gần nhất, thấy không? Thành ra đó là sau này mới biết rằng cái đơn vị quân đoàn 2 nó tiến từ Long Thành lên đó, thấy không? Tiến từ Long Thành lên mà đơn vị đó là ông Lê Trọng Tấn chịu trách nhiệm cánh đó, đại tướng Lê Trọng Tấn chịu nhiệm cách. Thì như vậy lên tới cái cầu sông Buôn, giặc nó phá, giặc nó phá sập cái cầu đó, cầu sông Buôn. Còn Buôn mà giữa cái ngã ba Vũng Tàu chạy về Long Thành, nó có cái cầu nhỏ, nó không cầu không lớn, chỉ có chừng 20 thước, 30 thước bề ngang, nhưng mà nó hẻm sâu, không sâu thành xe tăng qua không được. Thành phải dừng lại đó là mấy công sự làm gấp cho xe tăng nó qua, mất hết 2-3 ngày. 2-3 ngày lên này cùng rát nhau 30/4 thì anh em chỗ đó hy sinh. Hy sinh tới giờ đi 30/4 nào tụi này cũng vô đó làm lễ. Từ giờ thành phố nó lập cái công viên cho nó, cầu Rạch Chiếc. Còn vô tổng tham mưu 30/4 9:30 rồi vô đó thì không còn ai, nó chạy hết rồi. Vô tới tổng tham mưu ở ngoài thì nó gác dữ, nhưng mà vô trong ai còn có anh cán bộ tình báo, anh nằm dùng ở đó, tên anh Nguyễn Văn Minh. Sau này ông làm được phong đại tá,
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Là vì cái công ảnh á, lớn ở chỗ á, là khi mà muốn quýnh lớn vậy đó, Trung ương mới hỏi qua tình báo, hỏi chúng ta quýnh lớn, dùng sức quýnh thì giặc Mỹ nó trở lại hay không. Bởi vì cái kinh nghiệm như Triều Tiên, dạ, mà quýnh số đùa xuống Việt Nam mà nó hạm đội bể nó cắt ngang phải rút chạy về. Thì Trung ương hỏi qua tình báo, trả lời khi khi chúng ta quýnh lớn tập trung thì nó Mỹ nó có trở lại hay không. Mà giáo Phạm Xuân Ẩn cũng nhận định là nó không trở lại. Nhưng mà tình báo là phải có tài liệu, thì giáo Nguyễn Văn Minh nó lấy được cái tài liệu đó, là bên Tổng thống Mặt Trăng gửi qua cho Thiệu. Tổng thống kỳ đó là thằng Mặt Trăng rồi, gửi qua cho Thiệu một cái công văn nói là quân Mỹ không trở lại. Điện tra này nó yêu cầu quân Mỹ trở lại, thì nói quân Mỹ trong tình hình này không thể trở lại được, chỉ chi cho ngài mấy trăm triệu đô đó, 700 triệu đô để mà xoay sở tình hình, chứ còn không thể trở lại. Thì cha Nguyễn Thiệu mới sao qua chỗ Cao Văn Viên, tổng trưởng quốc phòng á, thôi tổng trưởng bộ trưởng tham mưu á, một bước sau, thì thằng cha Nguyễn Văn Minh của mình mới lấy được cái bản sao đó, mới đưa ra quầy. Đưa quầy thì thấy xác nhận rằng tên Phạm Xuân Ẩn thì nhận định, còn cái này là văn bản xác nhận rằng không trở lại. Thấy không? Thay đó mình mới đùa vô mà cứ bằng phải thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, 8 chữ vậy. Từ về sau có chữ là đã thần tốc, phải thần tốc hơn nữa. Đùa mà quấn ra lẹ, mà đúng là nếu không thần tốc thì Mỹ nó đổi ý liền. Nhớ đổi ý. Ừ. Thì mất một cái miền Nam vậy, nó thành ra tới 9 giờ đó, nó còn sai một cái thằng tình báo tới thuyết phục Dương Minh. Tụi này bị làm tình báo theo dõi ở trong đó. Tới 9 giờ nó sai thằng kêu bằng thằng Colonel Van Nissen tới, mà thằng này đó, cái hồi Van der Zem Riet ở Biên Hòa thời chống Pháp ấy, thì nó là chỉ huy Dương Văn Minh, chỉ huy Tổng thống Dương Minh. Dương Minh hồi đó mới cấp quý à. Thành ra tới giờ toán nó sai cái thằng đó, mà chắc là làm tình báo cho Mỹ rồi, Colonel, đại tá Van Nissen, tới thuyết phục Dương Minh là nên cầm cử 48 tiếng thì tình hình thay đổi. Thấy không? Dương Minh bị mình cũng có tác động rồi, cái anh em của ổng là Dương Văn Nhật đi vô năm 61 đi dưới hàng với tôi, sau này cũng đại tá. Dương Văn Nhật là em Dương Minh đã vô thành tác động. Mình cha này được cục địch dẫn ở Hà Nội rút về học một năm. Thế mà ấy, thành ra nó cũng có cái yếu tố đó. Rồi cũng có cái yếu tố là quân mình mà tiến mau quá. Thấy không? Dương Minh mới nói là không thể được, vì nó sát năm cánh quân nó vô vậy làm sao mà cử nổi. Thì nói thôi 24 tiếng rồi. 24 tiếng. Thì Dương Minh cũng nói không được, nó tự sát rồi. Nó nói giờ về thủ sông Hậu, thủ sông Hậu rồi mình sẽ khôi phục trở lại. Dương Minh nói câu chót là nói từ nhỏ tôi đã theo các ông, bây giờ và để cho tôi làm cái gì cho đất nước thì thằng này nó tức mình thấy không thuyết phục được, nó đóng cửa cái rầm nó đi ra đó. Hay là sau này Dương Minh mới được cầm cặp đồ này kia, coi như nhân sĩ mà lên là. Chứ đúng là nếu mà chúng ta không có thần tốc thì cũng không chắc gì đâu. Mà đưa ra cái khẩu hiệu đó rất là hay. Mà mình nghĩ nếu mà chậm làm, thì thằng Mỹ nó nói quân gì mà tiến nhanh như vậy, đi tới đâu theo tư bản của nó là đi tới đâu phải phân ra giữ tới đó chứ. Nhưng mà nó không biết rằng mình là chiến tranh nhân dân, chủ lực cứ đi mà địa phương nó giữ.
Thấy không? Mình có bộ đội địa phương, có dân quân du kích để cứ giữ, còn chủ lực để cứ đi quy động hết xe mà quân đồng một rồi nó chạy gần gần chạy tầm ngày cái đứng để vô. Thành ra mình đi vậy nè, quân đoàn 2 từ dưới Long Thành lên nè, từ quân đoàn 4 từ Long Khánh vô đoạn chiến cái Biên Hòa nè, từ quân đoàn 3 đó là từ trên Củ Chi xuống nè, rồi quân đoàn 1 là từ trên Thủ Dầu 1 xuống nè, từ đoàn 232 từ dưới Bến Lức đi lên nè, rồi trung đoàn 88 từ dưới Cần Duộc đi lên nữa, coi như ráp lại chịu gì nổi. Mấy trăm ngàn quân, năm cánh. Cái hồi Điện Biên Phủ thì mình mới có năm đại đoàn, bốn năm đại đoàn thì đại đoàn tức là sư đoàn. Nhưng mà tới giờ mình năm quân đoàn mà đi cái thần tốc vậy, mà trong lúc nó ngụy thì nó đã rã rời rồi. Mình trưa 30/4 mình từ trên Hóc Môn mình lấy cái xe rép mình chạy xuống Sài Gòn. Bởi vì các cánh người ta vô hết rồi mà Dân Minh tuyên bố đầu hàng rồi. Mà đúng là lúc đó đó là có anh pháo binh của quân đoàn 3, 9 giờ anh vô anh gặp mình tại Hóc Môn. Anh mình phải trải bản đồ ra mình chỉ con đường mình sẽ tiến quân như thế nào nào. Rồi anh nói những cái cao ốc nào có thể đặt pháo mình chỉ. Rồi anh nói phải cho một cái tổ biệt động dẫn đường. Đương thảo luận vậy nghe Dương Minh đầu hàng luôn, nó thấu dẹp. Dẹp thì gì à? Thì cái đó lúc 9 giờ sáng 30/4, 1-2 giờ mình ngồi xe riết xuống. Trời, theo đường lính nó chạy tan tác. Nó vừa chạy vừa cởi áo dục, tháo về dục, thành dân hết chạy. Xe riết của mình cán lục tục trên đó. Thấy đúng là người nông dân mà cứ dễ ruộng tới ngày thu hoạch. Thấy không? Làm chánh quỷ một cái lữ đoàn biệt động mà tới giờ đó thì không có cái gì sung sướng bằng. Rồi vô tối đó mới về thăm nhà, nhảy xuống hôn vợ cái sau mấy mươi năm xa cách. Wow! Chứ sao? Mấy mươi năm ấy. Nhưng mà trong thời gian đấy thì chú cũng thỉnh thoảng vẫn để không có một lần bí mật. Một lần rước vô cái đông lúc mà trên cử đi ra Bắc học đó. Dạ. Thì mới không biết là nào mới nhờ giao thông nó rước vô. Lúc đó đã hết cho bên tình báo rồi, nhưng mà còn ảnh hưởng về giao thông nhờ tụi quay đưa vợ tao vô sông Thị Tính đó. Các để tự gặp tự giả ra đi, chứ còn trong thành thì mình được giao nhiệm vụ phạm xương ẩn là đâu có lẽ phé được. Gặp nhau có khi kêu ra sở thú ngồi 5 phút thì nói chuyện gia đình chút đi, chứ còn không dám về sẽ tụi theo dõi rồi ảnh hưởng tới người kia. Người cha kia là người ta chọn mặt gửi vàng rồi, mấy mươi năm người ta mới đào tạo được cái tình báo giỏi vậy, mình do cái gia đình mình làm lộ tới thì tội nặng lắm. Thành ra không có liên lạc, mà nếu ấy thì nhờ giao thông nó hẹn ra sở thú ngồi chỗ Hồ Thiên Nga đó 5-3 phút. Chỉ có vậy thôi. Rồi tới cái ngày mà kêu bằng trên cử ra bắt học đó, kêu vô chiến khu được đêm. Nói kêu chuyên khu năm con câu thơ vợ khóc. Kháng chiến 9 năm tròn không nghỉ, Pháp rút rồi đến Mỹ vào thế, nhiệm vụ chưa tròn anh tiếp tục ra đi, người miền Bắc kẻ miền Nam lòng vô vàn thương nhớ, những lúc rảnh tâm hồn anh hướng về chốn cũ, nhớ vợ hiền và nhớ cả quê. Nhiều lúc dạo chơi trong vườn nhãn Hưng Yên mà cứ tưởng đang đi dưới bóng xoài Long Phước là quê mình. Sầm sơn mênh mông sóng nước rì rào gió thổi rặng phi lao, gửi lên Phước Hải đêm nào ngập ngừng trao đổi lối vào tình yêu. Phước Hải là quê vợ mình. Trời đất, cái đọc mấy câu thơ giờ khóc quá trời. Rồi thôi anh cứ đi như những năm đã qua thôi.
Tại vì cứ, mình cứ vợ là hồi 46, 1946. Năm đó mình 18 tuổi, vợ 17 tuổi. Hai ông bà trong cái đám giỗ mới quéo tay nhau. Về mới nói mày phải đi cưới vợ. Năm đó là mình đã đi học quân sự 15 ngày rồi. Nói thôi thật sự để đi với anh em. Nói mày thiệt cãi tao hả? Bà rút cây roi, phải nhảy ra xe ngựa đi. Đi cưới vợ về 46 rồi 47 rồi mình phải thoát ly rồi. Thoát ly đi giết đó. Sau đó vợ gửi thơ vô chiến khu, nó sanh được đứa con gái.